Xin chào quý vị, anh chị, các bạn, cô chú. Đó là kênh của Việt Phú. Trong video ngày hôm nay, anh em đến quầy gia dụng và sẽ quay một số cái máy cầm tay, bắt vít, máy cưa, máy cắt nhỏ. Ở đây, máy rất là nhỏ gọn của bán tại thị trường Nhật. Tất nhiên là những cái máy này thì về cơ bản đa số là bây giờ là sản xuất tại Made in China nhé. Kể cả Panasonic hay Makita hay thứ đa số nhé, là sản xuất tại Made in China. Thì đây có mấy cái hãng đang nổi tiếng ở Nhật này, ví dụ như Makita, ví dụ như Redlink. Đây, đây, Redlink đây. Đấy, thì một số hãng khác như là của Echo, các thứ Makita, Hikoki, đấy, đều có nha các bác. Mình sẽ quay một vài con máy cầm tay người ta treo đây trước ấy, cho nó dễ quay. Đây, số con còn Redlink này, có mã của nó là RLID 108. Rồi, có điện thẳng thử luôn. Rồi, yeah. Khóa hai nắp này, xe ra xe vào này. Rồi, là không quay nữa, điện đóm hết điện này. Đã quay phát là dừng luôn các bạn. Đây để đây để trưng bày mà cho khách bấm thử xem thử ngoại quan của hàng thật nó như nào. Còn đây có giá là 1,7 triệu nhé. Bắt ốc, bắt vít cái gì ạ, thảo vít gì đấy. Được. Đây là cái đế cài pin. Đây là một con khác, con này là có lắp cái lưỡi cưa, lại cắt gì đấy vào hay đây như nào đây, em cũng không sành lắm về con này. Con này nó sẽ chuyển động theo chiều lên xuống này và nó sẽ cắt hay sao ấy. Giá là nó là 1,8 triệu, chưa có pin đâu bạn, chưa có pin nên là nếu phải mua pin thêm khá đắt đấy. Đây dưới này là có mấy máy cắt, con này rẻ này, con máy cắt của thằng này là mã gì đây, SCS174B của thằng Simco nhé, có lưỡi cắt luôn, hay là hàng để trưng bày thì có lưỡi vào, còn mua hàng thì không có lưỡi. À, trong hộp của nó sẽ có pin luôn các bạn. Ví dụ như con lúc nãy em thử trên kia thì hộp của nó thế này. Đấy, hộp của nó đấy, thì trong đấy nó có cả pin, cả đồ thử gì đó, đầy đủ hết. Ví dụ như sẽ quay ở hộp cho dễ. Đây, ví dụ con này. Mã của nó BS108ID của thằng BC chứ không phải Redlink nhỉ. Thì nó giá là 8,1 triệu, khoảng tầm 1,7 triệu đấy. Đấy, 10,8V, điện đó thì chắc là vẫn là 110V thôi. Đây có tháo ốc, tháo vít các thứ đây. Đấy, sau các chức năng của nó là sau này. Made in China này, bắt ốc, bắt vít, tháo đinh, ngó vít các thứ. Đấy. Rồi, bên này là một con khác BS108VDD có giá là 1,6 triệu, cả hộp, cả pin, cái đồ thứ trong đầy đủ, một con như này cũng là rồi. Dưới này thì có thêm mấy cái mài này, mấy cái thì là bơm hơi ô tô này, bơm hơi luôn ha, ghê đấy, bơm hơi ô tô này. Nói chung giá nó tầm 1,5 triệu, 1,6 triệu, 1,7 triệu đấy này. Nhưng của B xe thì cũng ở công ty em cũng không thấy dùng. Sang bên này thì đây một cái bộ cầm tay mini tháo ốc vít của thằng Redlink này, tháo ốc, bắt ốc. Con này 100V đến 240V luôn nhé, 50-60 Hz này. Người Việt Nam dùng tốt, tất nhiên là sẽ Made in China thôi. Đây nó không ghi nào, ghi không nhỉ. Và tất nhiên là sẽ làm thị trường Nhật và toàn là chữ Nhật thôi. Đây, Made in China đây. Đấy, nó có hai chiều rồi bắt ra bắt vào, có sạc cái kèm. Con này nó giá là 430.000 như đấy, một bộ như này. Nó chưa đây 1 cân, về đến Việt Nam thì nó tầm
700.000 này, đây cũng đắt. 700.000 dùng được không quý vị chị? Hàng này là sản xuất cho thị trường Nhật Bản nhé. Dù là nhà máy Trung Quốc nhưng mà thị trường Nhật Bản này. Nhà bên này là một con khác có giá tầm 800.000. Còn mã của nó đây, Redlink 072DV nhé. Con này không thấy ghi 7,2V, pin Li-ion, 78 nấc, 11 nấc vặn ốc treo lực, 11 nấc lực vặn ốc, chiết ốc, thao ốc. Makita đây là hàng trưng bày nhé. Hàng trưng bày là hàng không ngoại đâu. Hàng này thì rất là mô hình thôi, chứ không phải là thật của nó. Có thể nhẹ hơn hoặc cái gì đấy. Toàn là máy bắt ốc tháo ốc của các cái hãng đang dùng rất là nhiều. Công ty em thì đa số dùng Makita và Hikoki. Còn là ví dụ con Makita TD021DSHS thì giá 2 triệu. Hộp của nó thì đâu dưới này, nhưng người ta không trưng bày cả hộp lên đấy, treo lên để anh em xem thôi. Các cái máy mài này thì cũng có giá từ 1,3 triệu cho đến 1,6 triệu. Con này có giá 1 triệu thôi. Cái này là của hãng gì đây? Makita, máy mài Makita này. Con này hàng trưng, hàng quảng cáo này, giá 1 triệu này. Con này điện đỏ thế nào? 100 đến 100V các bạn, 100V 720W. Đấy, mài khá tợn. Con bên này thì nguồn còn có ấy hơn. Con này là của thằng Redlink. Cái Redlink này có giá 600.000 này. 600.000. Con màu đỏ đây. Cái mã nó này, DG100Z RZ22 này, 600W. Đây có giá là khoảng tầm, giá này thì khoảng hơn 600.000 tí. Con này nó nặng khoảng tầm 1 cân. Đây là mấy máy khác. Bên này có rất là nhiều hộp đồ, máy cắt, máy cắt này, máy cưa này, máy mài từ bên kia. Đây, máy cưa cầm tay này. Có anh bên kia, ông đi mua cái máy bơm ấy, kéo thử ấy. Đấy có lưỡi cắt, xích cắt các thứ đây. Có nhiều đồ phụ kiện bán kèm, đây là cửa hàng chuyên bán cái đồ máy móc này, lưỡi cưa nó này. Máy cưa cầm tay này, máy cưa cầm tay này có giá bao nhiêu? 6 triệu mấy. Của thằng gì đây? Chuno Echo. Này Echo, máy cắt cầm tay Echo này. Đấy. Lưỡi cắt bằng xích này. Chạy bằng pin và giật như này. Rất là nhiều đồ, rất là đa dạng ở đây, thì nói chung là rất là nhiều đồ, mà toàn đồ mới, cửa hàng này toàn đồ mới, không bán hàng cũ. Đây là một số con em quay cho bác xem nhân tiện này. Bên cạnh đây là rất là nhiều cái dây mũi khoan, mũi vít, các loại đầu lục có hết nha quý vị các bác, rất là nhiều. Nói chung hàng đấy nó cũng đắt đấy, không rẻ đâu. Ví dụ như một cái này nó là bán tầm 100 mấy một cái như này, cái như này còn, thậm chí cái này còn 550 một cái như này. Đắt kêu cũng không hề rẻ một tí nào. Hàng mới của Nhật bên này bán đắt lắm. Hai cái mũi vít như này thì bán 170 rồi, 160, 170 rồi, 120, 130 rồi. Đó, rất nhiều bộ, những cái bộ bắt ốc rồi khoan như này, cả bộ như này để bán khoảng tầm có 200 mấy thôi. Bộ này thì rẻ này, bộ này thì có khoảng 230.000, 240.000 gì đấy một cái bộ như này. Có đầu bắt vít, đầu lục tháo, rất nhiều thứ trong, một số mũi khoan nữa, 6-7 mũi khoan. Bên dưới là có 7 cái, trên có 4 cái, 11 cái mũi khoan. Rồi 5-6 cái đầu lục để tháo và bắt. Rồi còn mấy cái đầu vít nữa, rất nhiều. Bộ này thì rẻ, bộ này 200 mấy, nhưng mà cái bộ bên này thì rất là đắt. Bộ cái đầu khoan này, một cái đầu khoan như này mà có giá là 3 triệu mấy. Khiếp. Cái đầu của bắt bị khoan
3 triệu mấy. Tinh thật. Một cái đầu này 3 triệu mấy. Nó thật. Quá đắt. Đây, rất nhiều đồ khác này, mình lướt vào cái các bác xem. Nó nhiều mũi khoan lẻ này, các cái nước xịt xích thứ đầu lục lăng các thứ. Đây, mũi khoan, mũi chỉ thứ rất nhiều. Đá mài. Đấy. Đây lần trước chỗ em quay cái mấy cái máy phát điện bên kia này. Đây máy bơm này. Đây máy bơm cao áp, máy bơm cao áp, vòi xịt rửa xe. Đấy con này đây, một số anh bảo quay lại mã cho anh, mã ở đây thì nó. Đây. SG150C có giá là 2,8 triệu. 3 triệu, gần 3 triệu. Con này nặng. Tầm 3 cân thôi. Đấy. Con này nữa. Đây em sẽ quay mã ấy. Thì các bác quay đến vào đây thì các bác nhìn mã giúp em. Mã nó là SL102, SL52, SG150, Super E, Super E. Đấy, một số con vậy. Đấy các bác tham khảo. Và nếu mà chủ động tra được thông tin trên mạng thì sẽ nắm rõ thông tin hơn. Nhiều lúc em mấy sang này em cũng không nắm được hết thông tin đâu. Thấy em quay cho vị các bác xem để cho biết được cái tầm giá. Đây về cái giá cái này thì các bác cứ lấy cái tiền sale này nhân với 215, khoảng 215 thì giá yên hiện tại ra tiền Việt Nam. Đấy, thì em xin chấm dứt video này tại đây. Cảm ơn quý vị anh chị các bác theo dõi ủng hộ và video của em và kênh của em. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.